Cách đây ít phút, tiếp ông Runrot Rangsiyopas, Chủ tịch Giám đốc điều hành tập đoàn SCG của Thái Lan, và bà Somhatai Panichewa, Giám đốc điều hành Amata Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, có phần đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp của Thái Lan và hai tập đoàn, nhất là với công tác phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tự tin mở cửa trở lại an toàn, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục khởi sắc, hướng tới phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Thủ tướng đánh giá cao tập đoàn SCG có nhiều nỗ lực thúc đẩy dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam tại khu vực Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có tổng mức đầu tư 5,16 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng đề nghị SCG phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương của Việt Nam để dự án được vận hành thương mại theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và hiệu quả, hướng đến việc thay thế và giảm dần việc nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu, cung cấp nguồn nguyên nhiên liệu quan trọng cho các ngành công nghiệp sản xuất nội địa, tạo ra cơ hội xuất khẩu các mặt hàng hóa dầu. Thủ tướng đề nghị SCG đưa những công nghệ tiên tiến nhất, công nghệ xanh, công nghệ sạch vào dự án này, hỗ trợ phía Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, thu hút các nguồn tài chính xanh. Lãnh đạo SCG và Amata đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả của chính phủ Việt Nam đã giúp cân bằng giữa mục tiêu bảo đảm sức khỏe người dân và phát triển nền kinh tế. Cho biết nhờ các biện pháp tích cực hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp từ phía Việt Nam, SCG đã nhanh chóng khắc phục các khó khăn rất lớn do dịch bệnh để tiếp tục triển khai dự án tại Việt Nam. Lãnh đạo hai tập đoàn thông báo về tiến độ triển khai dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam, dự kiến tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 với công nghệ tiên tiến theo hướng xanh, tuần hoàn. Thủ tướng ghi nhận các đề xuất kiến nghị của hai tập đoàn, giao các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, giải quyết thẩm quyền, quy định của pháp luật. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nói chung, SCG và Amata nói riêng, đầu tư kinh doanh thành công và hiệu quả tại Việt Nam.